nhân viên y tế và công chức Hy Lạp xuống đường, tin từ Athens. Nhân viên y tế Hy Lạp đình công, làm cho các bệnh viện chỉ còn một số nhân viên thiết yếu, làm việc để phản đối cắt giảm ngân sách, làm cho dịch vụ y tế gặp nhiều khó khăn. Trong lúc đó, công chức xuống đường phản đối chính sách sa thải. Bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, tài xế xe cứu thương biểu tình bên ngoài trụ sở Bộ Y tế. Ngành y tế Hy Lạp đã gặp nhiều khó khăn khi nước này thi hành các chính sách kiểm ước từ năm 2010, thiếu tiếp liệu, thuốc men, nhân viên bị giảm lương, không trả tiền giờ phụ trội, nhiều nhân viên bị sa thải. Hậu quả là các bệnh viện thiếu nhân sự, nhiều bệnh viện phải đóng cửa. Y tá Joe Floro nói rằng, làn sóng thần người nghèo, người không nhà đã tràn ngập bệnh viện mỗi đêm, bệnh viện không có người để điều trị. Hầu hết là những người tới bệnh viện lại không có chăm sóc y tế miễn phí. Chủ tịch Stavros Kosipopoulos của Liên đoàn Công nhân Bệnh viện Hy Lạp nói rằng, giải phẫu đã phải hủy bỏ vì bệnh viện không có tiền, không có tiếp liệu. Đây là một chu kỳ lẫn quẩn mà nhân viên bệnh viện phải tranh đấu để vượt qua cuộc khủng hoảng. Chính phủ nói rằng hệ thống y tế Hy Lạp là hệ thống cồng kềnh, tham nhũng, ngân sách y tế phải cắt giảm để làm giảm công nợ quốc gia. Trong lúc đó, công chức thuộc nghiệp đoàn ADEDY đình công tham gia biểu tình sau khi chính phủ tuyên bố sa thải 15.000 công chức vào năm tới, là một phần trong chương trình cải cách đã đồng ý với Bộ Tam. Theo chương trình, Hy Lạp phải cắt giảm 150.000 công chức từ năm 2010 tới năm 2015. Việc sa thải công chức là điều tế nhị ở Hy Lạp. Các đảng chính trị Hy Lạp có truyền thống dựa trên số phiếu của công chức, cho nên rất lo ngại đối với việc sa thải họ. Với khoảng 700.000 công chức trên toàn quốc, Hy Lạp từ lâu đã bị chỉ trích đã có số công chức quá lớn, không hữu hiệu và tham nhũng. Trong ngày thứ hai, Bộ Tam đã chấp nhận trao đợt tiền vay mới cho Hy Lạp sau khi chính phủ đồng ý sa thải công chức và chứng tỏ cố gắng thực thi những biện pháp cải cách. Nạn thất nghiệp Hy Lạp đã lên tới con số kỷ lục mới là 27.2%, nhưng kết quả của các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số dân chúng tán thành cải cách lĩnh vực công.